Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Nhé. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé đã thường xuyên kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là thực hiện xóa phòng học tạm ở các điểm trường. Thông qua nguồn xã hội hóa đã có hàng trăm phòng học, các công trình phụ trợ được xây dựng, góp phần đáp ứng yêu cầu dạy và học trên địa bàn huyện. Điểm trường Vang Hồ, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học Nậm Vì có 56 học sinh đồng bào dân tộc Mông đang học tập. Dù học ngay tại điểm bản, nhưng các hộ dân ở rải rác, nhà khá xa lớp học nên học sinh không thể đi về trong ngày được, phải ở bán trú tại trường. Cũng chính vì vậy, nhiều năm qua nhà trường luôn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, bởi ở điểm bản chỉ được đầu tư 2 phòng học, không có nhà ăn bán trú, phòng công vụ cho giáo viên. Năm học 2021-2022, nhà trường được Ban chấp hành tỉnh đoàn Điện Biên kết nối vận động được hơn 250 triệu đồng xây dựng một công trình nhà đa năng kết hợp một phòng học, nhà ăn bán trú và phòng công vụ cho giáo viên. Công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng đã giúp thầy và trò ở đây giảm bớt được rất nhiều khó khăn trong công tác dạy và học. Vang Hồ là một điểm trường khá là cách xa trung tâm. Đường xá đi lại thì rất là khó khăn, cơ sở vật chất thì cũng rất là thiếu thốn cho cả thầy và trò. Trước đây thì chỉ là nhà tạm thôi, chỗ ăn chỗ ở cho các em học sinh thì cũng rất là khó khăn nhất, đặc biệt là về mùa mưa. Thì từ khi mà được tỉnh đoàn Điện Biên kết nối xây dựng các công trình để nhà lớp học cho phục vụ cho thầy và trò của nhà trường thì hiện tại là đã so với trước đây cũng thuận lợi hơn rất là nhiều. Cũng gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mường Tong có 12 điểm trường tại các bản. Trước đây phòng lớp học tại các điểm bản đều là nhà tạm hoặc nhà ba cứng sử dụng hàng chục năm đã xuống cấp. Phòng công vụ, nhà bếp, các công trình phụ trợ đều thiếu thốn trăm bề. Nhưng đến nay, từ nguồn xã hội hóa giáo dục do huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo vận động, cơ sở vật chất tại các điểm trường đã được đầu tư cơ bản, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở địa bàn khó khăn. Trong thời gian qua thì được sự quan tâm trong tổ chức xã hội hóa giáo dục của xã Mường Tong nói riêng và huyện Mường Nhé nói chung, thì nhà trường cũng đã được các nhà từ thiện xây tặng một số phòng học bán kiên cố như là điểm trường Thà Hàng, thì các công ty sao biển xây tặng 2 phòng học và một phòng công vụ trị giá 360 triệu và cùng một số cái gói quà có giá trị khác. Ngoài ra còn một số điểm trường được tổ chức từ thiện Ánh Sáng Núi Rừng xây tặng như là bản Nậm Xả, bản Hồi Pinh và bản Hồi Đanh. Mỗi điểm trường xây tặng 3 phòng học, cộng với một phòng bếp, và trị giá là mỗi điểm bản là xây trị giá là khoảng 280 triệu. Do đặc thù của huyện miền núi, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, nguồn lực đầu tư của nhà nước còn hạn chế. Thời gian qua, công tác xã hội hóa giáo dục được huyện Mường Nhé đẩy mạnh. Huyện đã linh hoạt vận dụng thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục phù hợp, hiệu quả xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học. Thông qua sự kết nối, kêu gọi của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như của ngành giáo dục và đào tạo, thời gian qua đã có nhiều trường, điểm trường trên địa bàn được đầu tư xây dựng từ nguồn xã hội hóa. Theo thống kê từ năm 2015 đến nay, huyện Mường Nhé đã huy động gần 70 tỷ đồng xây dựng trường, lớp học, xóa nhà tranh tre, nứa lá, tặng đồ dùng sinh hoạt, đồ dùng học tập cho học sinh, giáo viên, thiết bị dạy học cho các đơn vị của trường, hỗ trợ bữa ăn tại các điểm trường cho học sinh không thuộc diện hưởng chế độ bán trú của nhà nước. Trong những năm qua thì mặc dù nguồn lực nhà nước đầu tư cho giáo dục và đào tạo về việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất là hết sức hạn chế, tuy nhiên thì phòng giáo dục đào tạo bằng với sự quan tâm, kêu gọi của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng dân và lãnh đạo ban dân huyện cùng với sự nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo cũng đã huy động kêu gọi rất là nhiều các cái tổ chức tài trợ từ thiện, các mạnh thường quân và cả các cái cá nhân có cái tấm lòng dành cho giáo dục huyện Mường Nhé và đã tiến hành xây dựng, cải tạo và sửa chữa rất nhiều các cái hạng mục, đặc biệt là xây mới các cái phòng học
để nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh có thể tới trường. Từ chỗ khó khăn về cơ sở vật chất, trường lớp học đã xuống cấp. Các phòng làm việc, phòng bộ môn, nhà ở nội trú, nhà bếp, nhà vệ sinh, sân trường, tường rào của các trường còn thiếu nhiều. Song cùng với sự đầu tư của nhà nước, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã cùng với chính quyền địa phương kết nối, kêu gọi các nhà từ thiện, tổ chức, cá nhân cùng với nhân dân hỗ trợ đầu tư kinh phí, ngày công lao động, kiên cố hóa trường lớp học. Năm học 2021-2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục vận động nguồn lực, nỗ lực xóa phòng học tạm, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Thì Phòng Giáo dục Đào tạo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy và Mặt trận Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Nhé ban hành các cái văn bản, các cái thư ngỏ để gửi tới các cái đơn vị, tổ chức, cá nhân có tấm lòng hữu hảo dành cho huyện Mường Nhé. Và ngoài ra bản thân ngành cũng huy động các cái nguồn lực tại chỗ từ trong lực lượng cán bộ công nhân viên chức của ngành, dành những ngày giờ công lao động, rồi dành những cái khoản đóng góp nhất định để có được cái nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, và đặc biệt là trong cái việc hỗ trợ các em học sinh. Đặc biệt là trong thời gian tới này thì chúng tôi cũng đã làm việc với lại Quỹ Hy vọng của báo VN Express và đã đưa trực tiếp các đồng chí giám đốc, phó giám đốc của quỹ lên khảo sát các cái điểm trường, và dự kiến trong thời gian tới này sau khi mà ban giám đốc quỹ họp thì sẽ có kết quả, thì khi đó thì chúng tôi sẽ dự kiến được đầu tư khoảng 3 điểm trường với tổng mức dự kiến đầu tư khoảng từ 2 đến 3 tỷ đồng nữa ở trong năm học này, để nhằm xóa bớt đi cái sự khó khăn vất vả, đặc biệt là hỗ trợ cho các em học sinh có được cái trường lớp học khang trang, sạch sẽ, an toàn. Để với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự quan tâm hỗ trợ của tổ chức, cá nhân, những nhà hảo tâm đối với sự nghiệp giáo dục vùng cao, công tác xã hội hóa giáo dục ở huyện biên giới Mường Nhé đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, phòng lớp học từ trường trung tâm đến các điểm bản đã được kiên cố hóa, tạo cơ sở, động lực để thầy và trò thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Leng Xu Xìn, huyện Mường Nhé luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ đường biên mốc giới, luôn là chỗ dựa tin cậy của đồng bào các dân tộc trên địa bàn đóng quân, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, ngày đêm tuần tra bảo vệ giữ bình yên cho nhân dân. Đồn biên phòng Leng Xu Xìn, huyện Mường Nhé có nhiệm vụ quản lý trên 25 km đường biên giới quốc gia thuộc các xã Leng Xu Xìn và Trung Trải. Trình độ dân trí của một bộ phận người dân còn hạn chế, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng buôn bán nhỏ lẻ các chất ma túy vẫn diễn ra trên địa bàn biên giới. Trước tình hình đó, đồn đã cử các tổ công tác phối hợp với địa phương và các ngành chức năng giải quyết các vụ việc, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn nâng cao cảnh giác, chủ động nắm và dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Đồng thời tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn đóng quân. Thực hiện những cái nhiệm vụ bảo vệ vững chắc cái chủ quyền an ninh biên giới và phòng chống dịch Covid thì Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm cái kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ Hồng tỉnh, của huyện ủy, ủy ban dân huyện Mường Nhé tới toàn thể cán bộ chiến sĩ đơn vị, và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Cụ thể là đã tổ chức xây dựng kế hoạch tuần tra thường xuyên, tuần tra kiểm tra hệ thống đường biên mốc giới và kết hợp là đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xâm phạm an ninh biên giới quốc gia. Thì đối với cái nhiệm vụ này thì hiện nay Bộ Chỉ huy có giao cho đơn vị là ít nhất là mỗi tháng tổ chức là tuần tra một lần, trong đó thì các đồng chí chỉ huy đồn là thay phiên nhau làm đội trưởng đội tuần tra. Và qua các cái biện pháp công tác thì tuần tra thì hiện nay trên địa bàn biên giới là chưa phát hiện cái trường hợp nào là xuất nhập cảnh trái phép. Cán bộ chiến sĩ của đồn luôn chủ động nắm tình hình và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát đường biên, cột mốc và địa bàn. Từ đầu năm đến nay, đồn biên phòng Leng Xu Xìn đã tổ chức phối hợp với lực lượng dân quân hai xã Trung Trải, Leng Xu Xìn tuần tra được 12 buổi, 168 lượt người tham gia tuần tra đường biên, cột mốc,
tham mưu phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hai xã triển khai gắn treo 12 hòm thư tố giác các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép tại nhà văn hóa của 12 bản. Qua tuyên truyền vận động, với những biện pháp thiết thực, hiệu quả, nhận thức của nhân dân các dân tộc trên địa bàn về việc bảo vệ an ninh biên giới và mốc giới quốc gia từng bước được nâng cao. Từ đầu năm đến nay, đồn đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ xử lý 10 vụ với 16 đối tượng phạm tội về ma túy. Tăng vật thu giữ gần 3.200 gram thuốc viện, 14,5 gram heroin, trên 2.000 viên ma túy tổng hợp. Tôi luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm. Thứ nhất là tăng cường công tác nắm tình địa bàn, tuần tra kiểm soát người ra vào khu vực biên giới, đặc biệt là những người ở phương tiện ở các khu vực tỉnh khác ra vào khu vực địa bàn. Từ đấy để mình nắm sát được hơn những cái diễn biến tình hình dịch ở nơi khác, đồng thời là để cũng tuyên truyền, phối hợp với công tác tuyên truyền tại chỗ để người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình phòng chống COVID của bản thân mình cũng như là của toàn xã hội. Thứ hai nữa là anh em thường xuyên là bám nắm các tình hình địa bàn, kiểm tra kiểm soát các phương tiện ra vào khu vực địa bàn đơn vị quản lý, đặc biệt là những người phương tiện là ở khu vực tỉnh khác ra vào khu vực địa bàn. Đồn biên phòng Len Xô Xìn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 20 buổi tuyên truyền tập trung cho 547 lượt người nghe, 187 giờ tuyên truyền lưu động về phòng chống dịch COVID-19. Đơn vị hiện duy trì 2 chốt cố định thường trực 24/24 giờ, một tổ cơ động với 14 đồng chí tham gia trực chốt, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hai xã tiến hành đi từng ngõ và từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân thực hiện 3-0 và tổ chức cho gần 1.700 hộ ký cam kết phòng chống dịch COVID-19 và chống xuất nhập cảnh trái phép. Tham mưu phối hợp cùng địa phương thành lập 20 tổ giám sát cộng đồng tại 20 bản của hai xã, tập trung kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn, đặc biệt những người đi lao động, học tập từ vùng dịch về, kịp thời hướng dẫn khai báo y tế, thông báo cho cấp ủy, chính quyền, y tế địa phương đưa đi cách ly theo quy định. Đồng thời, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Len Xô Xìn còn tổ chức nhiều hoạt động giúp dân, hoạt động an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp hộ nghèo trong lao động sản xuất, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Nhờ đó, người dân trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt. Các cán bộ biên phòng cũng ra để tuyên truyền về an ninh trật tự trong bản và trong xã, và cũng tuyên truyền về COVID-19, phòng chống dịch COVID-19. Nhưng em đã thấy nhận thức được sẽ phòng chống dịch tất cả theo mọi như các bộ đội biên phòng đã từng bảo nhân dân chúng tôi phòng chống COVID-19. Thì đối với công tác phòng chống dịch thì đơn vị cũng đã tổ chức là tuyên truyền đến quần chúng nhân dân trên địa bàn bằng các hình thức là tuyên truyền tập trung, tuyên truyền đặc biệt và tổ chức trên các hệ thống loa phát thanh của xã để tới toàn thể người dân nâng cao được ý thức phòng chống dịch COVID. Và bên cạnh đó thì đơn vị đã có triển khai các cái biện pháp nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các công tác biên phòng, đó là kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các hệ thống, các đối tượng và người dân mà làm ăn ở các vùng dịch cũng như là các cái hoạt động mà xuất nhập cảnh trái phép, để từ đó nắm chắc cái tình hình biên giới, địa bàn, đối tượng, và khi người dân mà trở về các vùng có dịch cũng như là các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép về địa bàn thì được kịp thời phát hiện và kê khai y tế cũng như đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Luôn gần dân, tích cực bám nắm địa bàn, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng là những hoạt động đem lại kết quả thiết thực của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Len Xô Xìn, huyện Mường Nhé. Qua đó, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn khu vực biên giới huyện Mường Nhé. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.